Chào mừng các bạn đến với Người Chuyên Lửa Bóng Đá Phong Trào, nơi lưu giữ chia sẻ kết nối với Thao Vua. Vừa rồi là một tình huống dứt điểm. Vâng ạ, một mẫu tiền đạo, siêu tiền đạo đã cắm trên hàng tấn công của SC Sảnh 6 ngày hôm nay. Đó chính là số 6. Số 6 đá biên dành cho các thủ SC Sảnh 6. Vâng ạ, nhìn cách chơi đây rồi. Hộ giá. Đúng như vậy ạ. Dường như là sau pha cứu nguy vừa rồi thì thủ môn bên phía SC Trẻ Trịnh Xuân Thành đã có một pha và phải cầu thủ bên phía dứt điểm từ xa đây rồi. Một tình huống dứt điểm từ rất xa. Rõ ràng là cách chơi của các cầu thủ bên phía SC Sảnh 6 với những tình huống dứt điểm búa luôn. Đây rồi. Vâng, dường như là bóng đã đi quá cao so với khung thành. Những pha dứt điểm vừa rồi tới từ số 7 của SC Sảnh 6. Đó chính là Xuân Hoàng, xứng đáng nhận được những tràng vỗ tay. Trước khi trận đấu diễn ra, dứt điểm từ xa đây rồi. Siêu phẩm. Như vậy là một tình huống chiến thắng được sinh viên năm nhất trường sân khấu Điện Ảnh. Một pha dứt điểm vô cùng đẹp mắt tới từ Xuân Hoàng. Đây rồi, một người tên đẹp là Xuân chào đón mùa xuân bằng một bàn thắng mở tỷ số. Xuân Hoàng, Xuân Huy Hoàng. Một tràng vỗ tay dành cho bàn thắng tới từ SC Sảnh 6. Treo bóng vào, đây rồi. Một điểm chạm. Đây rồi. Một tình huống chiếu tướng hết cả. Một pha chiếu tướng tới từ SC Trẻ. Anh em ăn mừng đi ạ. Một tràng vỗ tay dành cho một điểm chạm bên trong vòng cấm địa tới từ tiền đạo số 8. Tiền đạo số 8 bên phía SC Trẻ đó chính là Trịnh Xuân Huy. SC Trẻ và SC Sảnh 6. Vút. Ôi giời ơi. Rõ ràng là hôm qua tôi đã biết rồi. Trọng Huân ngày hôm qua đã ngồi nhậu với các cầu thủ bên phía SC Trẻ. Ngày hôm nay anh bắt bóng rất nhàn. Một tình huống đối mặt tới từ số 8 của SC Trẻ. Cơn lốc đường biên. Dứt điểm đây rồi. Thay người nhưng mà bất ngờ phải nhận bàn thua ở phút cuối của hiệp 1. Đây ạ, camera, đây anh ơi. Ăn mừng ạ. Vâng ạ, một tình huống ăn mừng thả tim về phía các cô gái. Hôm nay ngày 14 tháng 2, anh chuẩn bị quà chưa anh? Cơn lốc này cuốn hơi nhanh. Vẫn còn nguyên, chiếu tướng đây này. Rất khó chịu. Pha dứt điểm vô cùng hay, vô cùng đẹp mắt. Pha dứt điểm tới từ cầu thủ mang số áo 16 biển Hải Phòng, Việt Đức. Cơ hội phối hợp. Vâng ạ, một tình huống cầu kỳ đứt cầu trì. Vẫn còn cơ hội nguyên. Đây rồi. Cầu thủ kiếm tiền ngang với Solando. Chỉ cần một điểm chạm và một giây, số 14 đã nhận được 2 lít. Quá đẳng cấp. Kiếm tiền như thế này thì dễ quá. Số 14 bên phía cao thủ SC Trẻ đó chính là Dương Đức Thắng. Vâng, là một cái tên rất là hay. Dương Đức Thắng, chỉ thắng không thua. Chắc chắn là khi nghĩ được ra cái tên này, vâng ạ, những người phụ huynh của Dương Đức Thắng mong muốn rằng người con của mình trong một cuộc đời may mắn sẽ toàn thắng không thua. Và hy vọng SC Trẻ ngày hôm nay sẽ thắng. Để cho mỗi thẻ vàng 5 lít thì các cầu thủ thi đấu ngày hôm nay lỗ. Đây rồi. Vâng ạ, bàn thắng được công nhận. Vâng ạ, một tình huống bóng treo thẳng vào bên trong vòng cấm địa. Vâng ạ, sinh viên năm nhất của trường sân khấu Điện Ảnh Trịnh Xuân Thành đã không thể cản phá tình huống bóng đối đầu với Trịnh Xuân Thành. Cơ hội dứt điểm. Quả này mà thực hiện được hay không? Đá luân lưu, đây rồi. Đi ra ngoài. Rất áp lực. Thành Cương ngày hôm nay phong độ rất là cứng. Chiếu tướng không thể đỡ được. Cơ hội vẫn. Dứt điểm. Không thể cản phá. Cười rất tươi. Sút vào. Quá quyết đoán với cả
Xuân Thành. Xuân Thành có khi tháo kính bắt cho Chiến em ơi. Coi! Đoán đúng hướng. Chiêu tướng này, ôi trời ơi! Như vậy là các cầu thủ SC trẻ Hà Nội đã... Bình luận chuyên sâu các giải đấu bóng đá phong trào, phân tích soi kèo các trận đấu đỉnh cao mỗi tuần, tổng hợp tin tức chuyển động bóng đá khu vực. Chúng tôi là người chuyên lửa bóng đá phong trào, bình luận viên Nguyễn Anh Hùng.